Do sự tu tập này, người tu sĩ Phật giáo đâu còn có thì giờ để đi ra ngoài giải quyết việc này, việc kia. Thậm chí như việc cha và mẹ qua phần, nghĩa là chết, còn không chịu về tang khó như người ngoài đời, huống là đi giải quyết những chuyện lặt vặt. Người tu sĩ không còn một việc gì ngoài đời để họ giải quyết cả. Khi đã xuất gia thì buông xả sạch hết những vật chất thế gian, thì họ còn gì đâu mà giải quyết. Họ đã giao hết cho anh em, chị em, hoặc chồng hay vợ và con cái. Đời sống của họ chỉ còn ba y một bát, đi xin cơm ăn hàng ngày. Đó là để thực hiện con đường giải thoát của Đạo Phật. Nên nói đi ra ngoài giải quyết sự việc, đó là lừa gạt người khác để đi chơi, đi du ngoạn. Người tu sĩ Phật giáo mà còn đi đây đi đó là không phải người tu sĩ Phật giáo. Họ là những người lười biếng lao động, sợ cực khổ giải nắng dầm mưa, chỉ muốn đi chơi nơi này nơi khác cho thỏa thích lòng dục, mượn chiếc áo tu sĩ Phật giáo để lừa đảo miếng cơm manh áo và tiền bạc của Phật tử. Người tu sĩ Phật giáo chấp nhận một đời sống lang thang, nay chùa này, mai chùa khác, nay am thất này, mai am thất khác. Đó là những tu sĩ lười biếng, chấp nhận một đời sống vô tích sự. Ngoài mặt dối gạt người nói tu tập, chứ kỳ thực họ có tu tập được gì đâu, chỉ sống tự do, chạy theo dục vọng, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn đi chơi thì đi chơi, lúc nào cũng tự do thoải mái, theo lòng ham muốn của mình. Người xuất gia là người đã quyết chí tu tập làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi, thì phải đầy đủ ý chí cương quyết, nhất định không rời nơi mình xuất gia một phút giây nào cả. Chỉ có một điều duy nhất là bền chí nhập thất tu tập, cho đến khi tu tập chứng đạo xong mới thôi. Cho nên từ khi xuất gia cho đến khi chứng đạo, không rời tu viện nửa bước. Những người xuất gia như vậy mới thật là những người xứng đáng xuất gia, mới mong chứng đạo. Xuất gia rồi mặc y mang bát đi đầu này đầu kia chơi thì thật là trái với luật xuất gia. Xuất gia rồi đi đâu đều phải đi chung trong đoàn thể tăng đoàn hay toàn thể ni đoàn, chứ không được đi riêng rẽ, đi một mình. Người xuất gia mà đi riêng rẽ, đi một mình là phạm giới luật. Xuất gia rồi chỉ còn có một hướng là tu tập cho đến nơi đến chốn, chứ không phải xuất gia mà còn giải quyết việc gia đình hay những việc khác, thì đó là xuất gia của ngoại đạo, không đúng theo Phật giáo. Những người thân trong gia đình cũng vậy. Khi chấp nhận cho những người thân của mình xuất gia thì không nên báo tin này tin kia cho người xuất gia biết. Báo tin đó là làm động tâm người xuất gia, họ sẽ không tu hành được. Hỡi các người thân trong gia đình, hãy để cho những người xuất gia yên thân tu hành, đừng làm động họ tội nghiệp. Con đường tu tập để được giải thoát sinh tử luân hồi là một chiến trận vĩ đại, nên những người xuất gia đang chiến đấu một mất một còn để đòi quyền làm chủ, độc lập tự do của một kiếp người. Nếu nay có chuyện này, mai có chuyện khác xảy ra trong gia đình, thì làm sao người tu sĩ chiến thắng giặc sinh tử được? Giặc sinh tử rất là cam go. Khi mở màn cho cuộc chiến tranh giành độc lập tự do sinh tử, thì cả những người thân trong gia đình phải lo liệu lấy tất cả những gì xảy ra. Đừng nên báo cho người tu sĩ biết mọi việc gì trong gia đình. Đó là những người biết thương người thân tu hành. Còn ngược lại là làm chậm bước tiến tu hành. Và vì thế, con đường tu tập của những người thân của mình sẽ không biết chừng nào mới tu xong, thật là tội nghiệp vô cùng. Hỏi 10. Người tu sĩ khi có gia đình, có việc đột xuất, họ cần người tu sĩ ở lại giúp họ như bệnh ốm đau, gia cảnh mắc hoạn nạn và có người chết vân vân, thì người tu sĩ đó có được ở lại hay không? Và gia đình họ có phòng riêng biệt, không có ai qua lại nơi đó, họ dành riêng cho người tu sĩ ở, thì người tu sĩ đó có được ở phòng đó không? Con kính mong thầy chỉ dạy. Đáp: khi người tu sĩ về thăm những người thân trong gia đình gặp cảnh hoạn nạn, người bệnh hay có người chết, thì người tu sĩ được quyền ở lại để hướng dẫn những người thân trong gia đình phải theo đúng pháp của Phật dạy như: 1. Bệnh tật thì hướng dẫn người thân của mình biết cách đẩy lui tất cả bệnh tật ra khỏi thân, khiến cho những người thân trong gia đình đều được an ổn, không phải đi bệnh viện, chỉ nằm nhà trị bệnh mà thôi. Dù có uống thuốc hay đi bác sĩ khám bệnh cũng không sao, vì có pháp trị bệnh thì cả gia đình không còn lo sợ.
Nhưng khi trị bệnh thì người bệnh phải giữ gìn năm giới cho trọn vẹn, không nên vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào trong năm giới thì bệnh sẽ mau lành. 2. Gặp cảnh hoạn nạn thì người tu sĩ khai ngộ cho mọi người trong gia đình thông suốt luật nhân quả. Nhờ đó, mọi người đều vui lòng thản nhiên chấp nhận, không hề lo lắng, sợ hãi trước cảnh hoạn nạn. Nhất là khuyên mọi người muốn vượt qua cảnh hoạn nạn thì nên sống đúng năm đức hạnh trong ngũ giới, đừng vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào trong năm giới này thì hoạn nạn sẽ qua mau. 3. Nếu có người thân trong gia đình chết thì người tu sĩ ở lại hướng dẫn cách tẩm liệm, đặt quan tài trong nhà, lập bàn thờ rồi chôn cất theo đúng cách thức của Phật giáo Nguyên Thủy. Tất cả những việc giúp đỡ trên đây, nếu mọi người trong gia đình chấp nhận thì người tu sĩ ở lại, còn không chấp nhận thì người tu sĩ xin giao lại cho những người thân giải quyết và xin phép được trở về tu viện sớm chừng nào tốt chừng nấy.